Hè rồi, chúng mình cùng tranh thủ học thêm những khóa học để gia tăng kỹ năng. Và mình rất hào hứng khi được giới thiệu những khóa học online miễn phí đến từ Đại học Harvard hay là Coursera. Tuy nhiên thì đa phần đều bằng tiếng Anh và các chủ đề chuyên ngành khá nhiều từ mới. Và rồi, mình xem được một review trên YouTube và ta-da! Mình đã tìm được từ điển AI Enjoy. Đầu tiên là mình sẽ bật phần phụ đề song ngữ lên để vừa học và vừa đọc phụ đề nếu cần. Khi gặp từ mới thì mình sẽ click luôn để biết nghĩa của từ là gì và cách dùng ra sao. Đây chính là điều là mình thấy wow nhất này. Enjoy có tích hợp AI để giải thích các từ chuyên ngành quan trọng. Ví dụ như từ derivative này, khi Google dịch thì rất khó hiểu, nhưng AI của Enjoy giải thích thì lại rất sát với những gì thầy cô giải thích luôn. Thực sự xịn sò luôn đấy. Và đặc biệt, Enjoy có ở tất cả mọi nơi mà mình cần, từ website, YouTube, Netflix, Coursera hay là cả PDF nữa. Và bây giờ thì tải Enjoy và học cả thế giới thôi.